Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình lên vườn về thì mình chặt được mít măng các bạn nhé. Cái măng này thì hôm nay mình sẽ mang phơi. Măng ở bên này rất là ngon các bạn ạ. Nó hơi ngâm đắng thôi. Bây giờ mình sẽ bóc vỏ nhé. Bóc vỏ, mình không có kinh nghiệm bóc lắm. Nhưng mà đây, các bạn nhìn này. Đấy, rất là này mình nhập mình các bạn, bác sĩ đi bác rồi, đi nhập vào trong rừng về, đi hái măng rồi, vừa này mình mới bạn đi mang rất nhiều, các bạn nhìn, măng khá là to nhé, rất ngon luôn. Mình đặt tay mình sẽ mang mình phơi mình trước cách thôi, mình chuyển các bạn YouTube này sẽ dạy bọc lên và sẽ hái ra và mang phơi, làm những thứ được thôi. Đây thời tiết là tuyệt vời rồi, mấy ngày nay đang có nắng các bạn, có nắng thì thời tiết nắng, ở đây nắng Việt Nam mình có đó, thì phơi nhất là của chúng ta được, đúng không? Mình sẽ làm mình phơi. Đi đúng mấy cái này thì rất nhiều bác các bạn. Chúng ta sẽ cần chặt đi. Rất là ngon luôn. Biết cái này có phải ngon đồ cám hay là đồ cổ lắm luôn nha. Cần rất là ngon luôn. Mình nghe nó. Làm cho cổ lại, cổ lại sẽ bằng cổ lại. Cổ lại bỏ bằng lồng như vậy á. Chẳng vừa. Bắt tuyệt vời luôn. Đây là một củ nhá các bạn nhé. Củ này là to đấy. Mình sẽ bỏ cái củ này ra. Nó bị nhiều rồi. Cái này là củ hai ba lần. Đang bỏ đi mang rất là nhiều. Đấy, đã xong. Bây giờ mình sẽ làm cái đầu nhé. Mình là ở đây chỉ có lửa bé các bạn, không có lửa to. Mình sẽ xếp măng đây, mình một hai ba lần lại nhé, mình hết rồi. Thôi, để mình tối sao á, cho là chỗ này một hết mình phơi. Mình lồi cái lồi nó ngoài nhé, lồi cũng có là mình đặt thành cái bé này. Nên cái đá này một chỉ một cái thang cái là mình phơi. Đây là măng của mình đang luộc đang sôi các bạn nhé. Còn một nồi thì vẫn chưa sôi. Thì là
mình đã cho muối các bạn nhé, cho muối để nó thôi hết cái đắng, cái độc ra. Còn nồi này đang xeo, mình đậy bung vào cho sôi sôi xong, dần sủi cái là mình sẽ bỏ bung ra. Bên cạnh này thì nhiều hơn thì là sẽ lâu sủi hơn. Mình ở đây mình dùng bếp điện nữa, không dùng bếp ga. Sau khi mình đã luộc xong nhé, là cái măng nó chuyển sang thành màu vàng óng các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ bổ ra, mình sẽ bổ ra và bổ tất nhiên này nó mỏng thì khi phơi nó sẽ rất là nhanh khô. Mình vừa luộc xong nên rất là nóng. Đây các bạn nhìn, nó sẽ chuyển thành cái màu này, màu vàng. Còn giờ thì nó vào buổi chiều các bạn, thì là tối mình sẽ sấy bằng bếp điện. Chặt trên kia về là đây là măng này đấy, măng ngọt đấy. Xin chào mọi người nhé, anh đang làm video. Dạ, xin chào mọi người. Ôi, anh vừa cắt bún ban chiều ra. Cắt ban chiều. Buổi chiều măng lên thịt nhà bác, nhà ông Pai chứ nhỉ. Đấy có bụi măng. Sướng quá, anh Phong sướng thế này mình lại có măng để ăn. Bình thường hai vợ chồng em cũng không, chưa làm món măng này. Không có nhiều thời gian. Hôm qua mình đi mình cũng về làm một bao về rồi. Chịu khó vậy. Đấy, một tối này là mình đang sấy, mình sắp ăn thôi. Ở đây mình sẽ có bếp điện, cho bếp điện khỏi đi hai mấy anh em bận cả ngày. Phương Bài cũng sợ nó có hụt có rồi, em sấy cho được tốt thôi. Nó bán điện vào chi mà đây nó cũng cái gì nó cũng hay cơ, nó thử cơ. Đang được đang nóng. Bên này có bộ nữa. Đúng rồi, nó theo này của mình á. Mình ăn sau khi mình làm xong thì là mình sẽ sấy nhẹ các bạn nhé. Mình sấy như này để cho nó khô nhanh, nó đảm bảo. Nhưng nếu mà nắng lên nắng đẹp ấy, thì là mình sẽ phơi ngoài. Nhưng mà đây là vào buổi tối thì mình không thời gian phơi thì mình phải bận đi làm. Đây là thành quả của mình là nhà một ngày một đêm các bạn nhé, là được một đĩa này.
Giờ cho mình kết thúc video tại đây nhé. Hẹn mọi người video tiếp theo.